Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho lý định hành. Cởi voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại. Sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn. Sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có quan điểm cho rằng voi sáu ngà là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Ngài chèo thuyền lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ rộng lớn mênh mông, còn chúng sinh thì vô lượng, nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi Phổ Hiền là Bồ Tát của hành động khuyến phát. Khuyến là khuyến khích động viên, phát là phát tâm Bồ Đề, là bước đầu của con đường Bồ Tát Đạo. Phổ Hiền có nguyện với Phật, về 500 năm sau, có ai thọ trì Kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ cởi voi trắng đến hộ trì. Bởi thế mà, Phổ Hiền đến và đi ầm ầm chứ không lặng lẽ. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát là thấy chân lý. Do đó chúng ta phải tránh xa mọi ảo vọng để trở về với chân lý. Chúng ta phải noi theo 10 hạnh nguyện lớn của Ngài để diệt tan mọi ích kỷ hẹp hòi. Một là lễ kính chư Phật. Phật là chúng sanh đã giác ngộ, còn chúng sanh là Phật chưa giác ngộ. Lễ kính chư Phật cũng có nghĩa là lễ kính chúng sanh vậy. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai quả đáng khen quá đi chứ. Hiểu được Như Lai thì thấy Như Lai thật dễ thương, nhu nhuyễn, tùy thuận mà thần thông vô ngại. Thứ ba là quán tu cúng dường. Không ngoài giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Nghiệp mà chướng được là do thân, khẩu, ý chưa thanh tịnh, ý dẫn các pháp, ý thường sinh sự cho sự sinh. Thứ năm là tùy hỷ công đức. Lòng đố kỵ, hờn ghen, ganh tị, so sánh hơn thua vốn đã gắn chặt vào gen chúng sanh nên phải trừ bỏ. Hạnh thứ sáu, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám, thường tùy Phật học, là những hạnh nhằm để độ tha. Thứ chín là hằng thuận chúng sanh. Và thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.